Hello, hôm nay là ngày 10 tháng 5, Đình Thái xin chào cả nhà. Mất gần nửa tháng mới quay lại để đăng lại những cái dụng cụ mà anh em đang cần. Cảm ơn anh em thật nhiều trong những cái đơn hàng vừa qua. Rồi anh em cân nhắc coi những cái dụng cụ nào anh em đang cần thì ủng hộ mình nha. Hôm nay Đình Thái gửi đến anh em tới 45 số. Đây là số điện thoại của mình. Anh em tiện cần cái gì thì anh em gọi ngay cho mình là sẽ có được những cái đơn hàng anh em như cần. Số điện thoại của mình là 0903588867. Cảm ơn anh em thật nhiều. Và rồi không quên cầu chúc cho tất cả mọi người được sức khỏe và bình an. Clip ngày hôm nay Đình Thái gửi đến anh em 40 mấy số. Số đầu tiên là cái cảo. Một cái cảo nội địa Nhật SMC SCM SCM 150 có nghĩa là 1,5 tấc anh em. Đó, nó có hai lỗ, tất cả những cái đồ riêng của nó đây. Hàng này là hàng nội địa, hàng không xuất đi nước ngoài nha anh em nha. Đó, anh em nhìn cái thép này, thép răng của nó này đang còn khá mượt nha anh em nha. Đó, những cái phần này là những cái phần mà xương gió để làm cho nó bị bong nước xi đây thôi, chứ còn hai mặt thì còn tương đối nha. Đó anh em, có chất lượng của nó thì là tuyệt vời nha, tại vì cái ngàm của nó nè, quan trọng nhất là cái phần ngàm của nó, anh em coi coi đang còn rất là sắc bén và vuông cạnh nha anh em. Đó, cái đầu me của nó đây, để anh em bỏ vô trong cái lỗ đó, bỏ trong cái lỗ của cái cốt trục của máy motor để anh em cạo ra nha. Đó, còn mặt đây là hai đầu bằng nha. Đó, dưới này nó có mương để anh em móc ra. Đó, mình không rõ lắm về trong cái dụng cụ mà anh em sửa chữa nên là mình cứ đăng như thế này thôi. Mình đã thông báo là hàng này là hàng nội địa Nhật nha, hàng này là hàng không xuất khẩu nên là nó có chữ SCM là nội địa Nhật, cho nó chỉ bán trong nước Nhật thôi. Đó, anh em nếu là đã dùng đồ Nhật rồi thì anh em biết ha. Rồi con này 700 anh em nhé, 700, con số 1 700, đang còn rất là mượt ha, răng đang rất đẹp, rất nét luôn. Đó, gửi đây anh em, con số 1 nha anh em nha, mong anh em ủng hộ 700.000. Rồi tới con số 2 là một cây thước kẹp mà cổ bằng đồng, bằng inox, trên này là bằng thép. Đó, 150 mm, thương hiệu của nó là Tokyo gì đây, Tokyo Takanaya gì đây không biết nữa. Nó có hai mặt thước nha, cái cây thước này là thước cổ, nó không có độ đo độ sâu anh em nha, nó không có cái thước đo sâu. Anh nào cần một cái để mà làm việc nhà thì đừng bỏ qua con này nha, có 300.000 thôi. Đó, có 300.000 cây thước kẹp của Nhật, chính xác và bền bỉ, ok anh em nhé. Đo trong đo ngoài đang thẳng lắm anh em nhé. Rồi con này 300.000 anh em nhé, con số 2 cái thước kẹp và cổ của Nhật. Rồi tới con số 3 là một cái kéo. Kéo này là kéo đúc nha anh em nhé, kéo đúc hai mặt chữ nha, kéo đúc hai mặt chữ. Kéo này là kéo 200 anh em nhé, 197 chứ không được 200 đâu. Đó, hai mặt chữ anh em nhé. Con này cái lưỡi của nó đang thẳng nè anh em nha, đang còn sáng nha, đang sáng choang luôn. Rồi mình test nha, mình test kéo cho anh em coi nha. Con này 330 anh em nha, 330.000. Đó, anh em coi nha. Rồi con này 330 anh em nha. Đây là cây hoa giấy 10 phân đó. Đó, anh em cắt thấy nó ngọt không? Rồi tới con số 4 cũng là kéo cũng hai mặt chữ luôn anh em nha, hai mặt chữ này, một mặt chữ nè, hai mặt chữ nè, cũng là kéo 200 mm hết anh em nha. Cái độ dài con này thì nó không có ốc đồng, nó con này nó không có ốc đồng nha anh em nha, lưu ý. Đó, nó chỉ là lò xo sâu rồi dây quai của nó thôi, dây da lồng như thế này. Đó, 200 mm anh em nha. Con này 280 vì con này nó có những dấu chấm đen ở trên mặt kéo này, anh em nhìn kỹ không, nhìn thấy không, vì sao nó đó, nó xuống hết mấy chục ngàn. Cũng là kéo hai mặt chữ hết anh em nha, anh em nhìn kỹ nha, như là cắt là còn rất là ngọt nha anh em nha, anh em coi nè, ok nha. Rồi con này 28, con số 4 anh em nha, nó đắt hơn tí thôi, đắt hơn kéo Trung Quốc ở Việt Nam mình chút thôi nha. Rồi tới con số 5 là một cái kìm bấm top Japan anh em ha, nó là 220 anh em nha, size to nhất đó, đó 10 inch nè, tiêu chuẩn của Nhật nè, nội địa Nhật nè, thép chrome nè, đó, răng nè,
Hàng nó hơi xấu, cái hàng đẹp thì con này khoảng cỡ 500-600 ngàn anh em nha. Con này 340 anh em nha. Đó, con này 340. Để anh em mua cho nó vừa vừa tiền để anh em làm việc nhà cũng là ok. Đó, rất êm nha anh em nha. Nó rất êm. Đó, miệng nó không được ngay nha. Miệng nó lệch khoảng 1 ly anh em. Đó. Tại vì nó cũ rồi anh em mà. Cái độ lệch của nó thì nó theo cái tỷ lệ của nó. Đó, chứ không thể là ngay ngắn được. Hàng mới với là thẳng được 100%. Còn hàng này thì nó hơi thẳng, nó hơi lệch một chút, nhanh gì thấy không? Đó. Nhưng mà cái độ bám của nó là còn rất là ok nhá, răng đang còn rất ok nè. Hai mặt luôn, hai mặt đang còn sáng như thế này luôn anh em nhé. Con này đang sáng như thế này luôn. Đó, anh em coi nha. Mình tăng một chút nữa cho nó cứng cái bạn mình bóp. Cho anh em coi, đó, anh em thấy không? Hàng top Japan nha, con này 340 nha anh em nhé. Tại vì hàng đã qua sử dụng nhiều rồi, con này khoảng cỡ còn được 70% thôi nha. Mình cứ cho như vậy đi. Tại vì nó thẹo rồi, nó có những dấu cắt ở trên thân rồi, nó chảy chuỗi nhiều lắm nha. Đó, anh em ha. Nhưng mà mình không có chà đây đâu, đều để nguyên như vậy luôn. Đó, để nguyên như vậy để cho nó, cho dù nó móp một chút nhưng mà nó còn cái nước sizing của nó. Cứ mình chà đi là nó sẽ bị tên xét nơi đó, nó không đẹp. Rồi con này 34 anh em nhé. Anh làm cho anh ta được con này nè. Rồi tới con số 6, con số 6 là một cái kéo cổ anh em, kéo cổ của Nhật ha. Kéo này thì mình có cái nào mình bán cái đó, anh em ủng hộ ngay với tầm giá tiền để quậy phá làm việc nhà, có cái để mà mình kẹp giữ thôi nha. Nó cho dù là nó 5-60 tuổi rồi nhưng mà nó rất là êm á. Đồ của đồ nội địa Nhật là như vậy, Kubota ha, thương hiệu Kubota. Đó, anh em coi ha, cho anh em coi răng của nó này. Đó. Răng của nó cũng đi theo tỷ lệ của nó luôn. Đó, răng của nó khoảng cỡ 70% thôi chứ không còn mượt mà lắm đâu. Con này 270 anh em nha. Nhưng mà đồ cổ như mà nó còn chừng này thì mình cũng xài cũng muốn chỉ thôi nha. Đó. Cái miệng nó hơi lệch một chút này. Đó. Một ly thôi. Đó. Miệng nó hơi, tại vì cái đồ mà 5-60 năm thì nó phải có độ lệch như thế này anh em nha. Đó, rất êm nha. Để kẹp giữ những miếng sắt anh em cắt rồi gì đó. Ok, con này 270 nha anh em nha. Số 6. Con này là con số 3. 330 nha anh em nha. Cái kéo. Rồi tới con số 7, con số 7 là một con kéo một cái kìm, gọi là cái kìm con cua. Nó có chữ Nhật, size của nó là size 190 thôi anh em. Size này size bé, size nhỏ đó, size 190. Nhưng mà thép của nó là thép xanh anh em nha. Thép của nó là thép xanh, còn miệng của nó thì bị người ta mài rồi. Đó, người ta mài mà nó đang thẳng đứng như vậy. Người ta mài cho nó nhỏ miệng lại để họ kẹp á. Còn răng của nó thì nó cũng vậy nha, nó cũng bị chày chụa rồi nha. Đó, mình phải dũa sơ qua đó. Chứ không thì nó tèm thêm chút lúc dấu chấm hàng tùm lum hết anh em nha. Còn như thế này là anh em cũng xài mút chỉ nha anh em nha, 200 ngàn. Đó. Con này là nó không còn zin của nó, con ốc này, con ốc này là họ đã thay vô nè, chứ nó không còn có con tán như thế này nữa anh em ha. Để mình nói cho nó hết những cái tổng thể của nó để anh em bằng lòng với lấy nha. Để anh em đôi khi anh em thích rồi vội một cái, rồi đến khi anh em vội chốt một cái rồi mình gửi hàng ra, cái là anh em nói thế này thế kia, anh em không nhận hàng thì tội nghiệp nha. Tại vì ship dòng đi họ tính hai dòng anh em ạ. Họ tính dòng ra chẳng hạn như là đây ra Đà Nẵng thì là 40 ngàn, 37 ngàn. Dòng về nó tính 50% nữa anh em. Đó, 55% nữa. Đó, anh em ha, anh em cân nhắc. Có Đình Thái phải chịu ship hai chiều thì tội nghiệp ha, hết lời. Rồi, con này con số 7 này nha, 200 ngàn nha. Nó rất là êm, thép nó xanh. Nó không bị rỉ sét nha. Đó, cái loại này nó làm sao á anh em ạ. Riêng cái cây kìm này thôi. Cái cây kìm này mình chưa thấy cây kìm này nó bị rỉ sét anh em ạ. Nó cứ xanh 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 như vậy anh em. Nó xanh bóng như vậy. Con cua nha anh em nha. Gọi là kìm bấm con cua nè. Nó hình con cua có 3-4 chữ Nhật đây. Đó, mà size nó nhỏ thôi. Anh em chỉ có giữ được những miếng sắt, những con ốc nhỏ thôi. Chứ còn size lớn thì anh em làm nó đa năng hơn. Rồi con này 200 anh em nha. Con số 7. Rồi tới con số 8. Con số 8 là một cái cây kìm. Một cái kìm để mà giữ tôn. Kéo tôn hay gì đó. Để bấy. Dùng cho thợ pano áp tích gì đó. Đó. Con này cái miệng của nó chỉ có được có 4 phân thôi nha. Đó, răng nó còn đẹp. Răng nó còn đẹp, hai mặt răng đẹp thôi. Đó, nó chỉ như vậy thôi anh em ạ. Cái độ dài của nó chỉ được có 100 mấy anh em ạ. Được có 170 anh em ơi. Nhỏ, dạng nhỏ anh em ạ. Rồi con này 130 anh em nha. Con số 8. Anh nào đang cần cái đó để mình kẹp nó, mình bấy nó như thế này. Nó có cục ngù để mình bấy. Rồi ok, con số 8. 130.
Rồi con số 9 là một cái compa 200ml. Cảm ơn anh em thật nhiều, anh em cần những cái công việc gia đình, những dòng này là dòng đang còn mới tinh này anh em này. Đó. Miệng cũng vậy nè, miệng cũng đang còn mới nét nè, chưa bị hen rỉ ha. Đây là nước sơn riêng của nó luôn, họ sơn nha, họ kỹ cũng kỹ lắm anh em, người Nhật họ cũng sơn hết anh em mà, họ sơn phủ hết, nên từ đó mà có những cái nào mà có sơn là coi như về mình chà nó sạch ra cái là nó sáng choang lại nha. Con này có chữ đẹp nha, có chữ Nhật đây không nha, 200ml ha, 140.000, con số 9. Rồi cảm ơn anh em, mình kéo xịt camera lại tới con số 10. Con số 10 là một cái mũi doa, một cái mũi doa này là mũi doa nó là 6 ly anh em nha. Đó, hàng này giống như là hàng chưa sử dụng anh em, đang mới. Đó, cho tới 21 nha. Chi này là 21, lỗ 20 là mình doa ok. Còn cái này là từ 6 trở lên, từ 5 trở lên anh em à. Từ 5 ml trở lên. Rồi, con số 10 anh em nha. SK, hàng này hàng mới anh em. 140.000 anh em. Rồi. Tới số 11, 11 là một cái đột lấy dấu này anh em ơi. Với lại một cái đục lói để anh em lấy những cái con ốc hay con tán gì nó nằm ở trong đó. Cái này một khoảng cỡ 3 ly. Cái đầu nhỏ xíu nè, chữ rất đẹp này nha. Một cặp này ha, 160 anh em nha. Hai cái đi theo một combo, anh nào là hay làm việc nhà thì cần có nó. Rồi tới số 12. 12 là một bộ combo 6 cái khóa vòng của KTC anh em nhé. Của KTC, cái con dài nhất, cái con to nhất này, cái con đang còn khá sáng này nha. 19 21 nha. Rồi 17 14 con này nó có thẹo nè. Đó, con này nó có dấu, người ta đánh dấu đó anh em à. Đó, cũng là KTC thép đen thế anh em nhé. 14 17. Rồi con 14 12. 14 12 cũng là KTC luôn anh em nhé. Rồi con 11 13 này. Ủa, quên, xin lỗi. Đây con 10 13 chứ quên. Con 10 13. 10 13 chứ nó không có 11 13. 10 13 anh em nhé. Rồi con này là con 10 12. 10 12 cũng KTC luôn. Và con cuối cùng là con 89 anh em nhé. 89 bộ này ha. Đó, bộ này 6 cây luôn. Thép đen hết anh em nhé. Anh nào đang còn sưu tầm nó. Đây thì thái lâu lâu mới có được này. Gom rất là lâu rồi mới đủ. Rồi cái bộ này 450 anh em nha. Bộ này 450. Thép đen hết KTC. Rồi tới số 13, 13 là một cái đuôi chuột anh em á, đuôi chuột 13 17. Đang còn khá mới này anh em nè, 130, 140 anh em nha. Con này 140.000. Đuôi chuột 17 này, 13 này. Anh em rất cần những con này ha. Đang hàng đang còn khá đẹp anh em. Hàng đang còn khá cứng, khá mới. Nó hơi rít, tay mình hơi trơn. Đó, hàng đang còn khá mới anh em à. 13 17 anh em nha. Đó, số 14, số 13 140.000. Rồi. Tới số 14, 14 là cũng là một combo nữa hả? Một cái combo này cũng là 6 cây luôn anh em. 6 cây 360. Cái con đầu tiên là con Mitsubishi nè anh em. Mitsubishi 17 19 anh em nha. Đầu 19 nè, đầu khóa vòng 19, còn cái đầu đầu điếu này 17. Đó, nó cũng vòng nhưng mà vòng điếu Mitsubishi. Rồi Mitsubishi thì họ không có ghi chủng loại thép gì, nhưng mà nó là đỉnh nhất rồi anh em. Mitsubishi với lại Super là coi như là đỉnh. Rồi tại vì họ vừa làm bằng chất liệu thép đen, thép chrome, nhưng mà họ làm rất là dày nha, rất là dày. Rất là dày, nó nặng ký hơn là cái dòng KTC. Hàng KTC họ làm bằng thép đen nhưng mà họ đo đủ cái tiêu chuẩn của nó thôi, họ làm mỏng hơn. Cầm những cái thứ này rất là nặng anh em ha. Rồi con này là con 14 17 anh em nha, cũng là bằng thép đen nè anh em. Con này là con toner. Toner bằng thép đen nha. Rồi kế tiếp là con 17 12 14 17 rồi. Bây giờ con 12 14 nè. 12 14 là con này là con gì đây không biết nữa. Nó cũng là da băng nhưng mà nó cũng là thép đen luôn anh em. Thép đen luôn. Đó, thép đen luôn, 12 14. Cái bộ này đang rất là sáng nha anh em nha. Bộ này anh nào lấy bộ này, bộ này đang rất sáng nè. Rồi tới con 10 13 11 13. 11 13 nó là thương hiệu SNT Ajahi. Ajahi Japan, dấu dít thép đen nha anh em. Cũng là thép đen luôn anh em. Nó lộn xộn, nó không cùng thương hiệu thôi. Đó, thép đen nè, 1 2 3 4 cây thép đen. Rồi cây này là cây đeo 12 10, nó là thép chrome nha anh em nha. Thép chrome. Đứng sau thép đen. Nhưng mà họ làm rất là dày. Dày nặng nha anh em nha.
nước Nhật họ dùng hai loại nhá, thép chrome với lại thép đen. Còn qua cái thế hệ mới bây giờ thì họ mới làm xếp CRV, nhưng mà CRV thì nó rất là mau hư anh em mà. Đó. Những dòng này không có cái nào hư hết, thép chrome với thép đen không có nào hư hết. Cái nào mà thép CRV thì nó mới hư, nó mới cong. Rồi con này cũng vậy, con này là thương hiệu gì rất đẹp ha, 89 nha anh em nhé. SK11. SK11 nhưng mà cái hãng này hàng đỉnh lắm anh chàng. Anh em họ xi bóng mà chữ rất là đẹp nha. Chữ rất đẹp ha. Hàng cái bộ này rất là sáng, 36 anh em nha. Tại vì nó lộn xộn á, nó lộn xộn cái thương hiệu nên là nó rẻ đi ha. Còn anh em nào thích sưu tầm muốn bộ KTC thép đen thì lấy bộ kia. Bộ này 36, số 14 nha. Rồi tới số 15. Số 15 là một bộ khóa vòng vòng miệng anh em ha. Khóa vòng miệng, cái cây lớn nhất là cái cây 17 anh em. À, lớn nhất 17 top ha. Top này nó lại làm thép chrome nè. Rồi 17 nè ha. Rồi cây 15. Cây 15 thì là nó là cái gì đây? Nó là cây gì Japan đây? Cây Beach. Beach Japan. Japan thôi chứ nó không có ghi chủng loại thép. Rồi nó tiếp là số 14 anh em ha. Số 14 cũng là Beach luôn. Beach luôn. Japan luôn. Của hãng Fogel gì đây, Big số 14 nha. Rồi số 13 là thép chrome nha anh em nha, cái ghi thép chrome thôi. Số 13 cái bộ này rất là sáng nè anh em nè. Rồi số 12 thì nó cũng ghi thép chrome thôi, có nghĩa là hai cây này giống nhau nè, hai cây này giống nhau. Rồi tới cây số 10 nó là cây Sơn Kỳ, cây số 10 anh em ha, thép chrome, nó hàm làm rất là dày nên nó không hư được. Không có cây nào hư, thép chrome với thép đen không có nào hư được anh em. Rồi cây cuối cùng là cây số 8. Cây số 8 là cũng là Sơn Kỳ luôn, cũng thép chrome luôn ha. Hai cây chrome, hai cây Sơn Kỳ, hai cây chrome, hai cây Big, một cây top, tổng cộng là 7 cây 300 anh em nha. Đó, 8 10 12 13 14 15 17 đó. Thì anh em cây 15 này là cây để anh em sửa xe đạp. Rồi, 300 anh em nha, số 15. Rồi qua tới số 16. Số 16 là cái bộ T ha. Cái bộ T này là bộ T 3 chấu, 3 cạnh, 3 6 9 9 đầu. Đó, 9 đầu. Cái bộ này là nó là gì đây? Aqua Japan số 14 17 19 3 đầu nha, 19 nè. 17 nè, 14 nè, nó cũng là T đó nha. Đó, T 3 đầu nha. Đó, nó không có đẹp, nó không nhìn nó không có đẹp như bằng cái loại kia thôi, nhưng mà nó vẫn có lực để cho anh em xoay ra nha. Ok nha. Đó, 3 cái nha. 3 đầu nè, 14 17 19. Rồi cái cây thứ hai là cây Toha có chữ Nhật thôi nha. 10 12 14. Đó, 3 đầu. 10 12 14. Rồi cái cây nhỏ nhất này là cây 8 9 10. Cũng là chữ Nhật không anh nha. Chữ Nhật ở thân hết nha. Đầu của nó thì khỏi bàn ha. Anh em không có lo về cái phần đầu nó mà nó bị tuôn gai thế này thế kia đâu anh nha. Đó. Đồ của Nhật nó dùng như vậy. Qua cái thế hệ mới bây giờ họ làm bằng thép, cái thép của thị trường á, thép mình gọi là thép thị trường đây, thì nó mới hư thôi chứ còn đồ cổ thì nó không hư được. Rồi bộ này ba cây ha nha, ba cây 9 đầu 320. Rồi số 16 đã qua rồi, mình sẽ kéo xịt lại cái camera lại chút nữa. Rồi rồi tới số 17 là một cái bộ tê nha, bộ tê ngắn này, bộ tê ngắn thì già mình không có anh em nha, bộ tê ngắn. À, anh em coi nha, lấy ủng hộ được không? À, bộ tê ngắn này cái cây mà dài nhất, cái cây 17 dài nhất là nó chỉ được có 19/5 ly thôi nha, còn lại thì nó là 17/16 ly đó, cái tầm đó thôi nha. Nè, 6 cây anh em hả, 2 4 6 cây. Nó còn cây 17 nè, cây 14 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, cây 10 nè, cây 8 nè. Đó, rất là dễ thương anh em ha. Rất là khó nhất là những cây này nha. Nó cũng có thương hiệu hết anh em ha. Cây này là cây thương hiệu số 8 là cây thương hiệu của Hiu nè. Rồi cây số 10 là cây TB Asahi nè. Rồi cây số 14 thì là đóng chữ Nhật không nè. Rồi cây số 13 là cây Mock nè, 13 mm có thương hiệu hết anh em nha. Rồi cây 12 là cây DX gì đây, nó tùm lum thương hiệu anh em ha. Có cây 12 thì hơi xấu anh em. Rồi cây 17 nè, cây 17 cũng đẹp nè, 17 nè, Japan Ozawa gì đây. Bộ này cũng 6 cây anh em nha, 6 cây.
6 cây này là 450 anh em nha. 450 bộ này là 450, 6 cây. Rồi. Tới cây bộ số cây số 18. 18 là một cái cây cần trược ha. Hiệu của nó là hiệu Matalo này anh em. Trược anh em nha. Đầu 1 phần 2 nhé, trược 1 phần 2. Đó, thấy anh em cần hay cần những thứ này này. Nó công dụng nó đa năng hơn sao á, hơn là những cái cần tiếp. Đó. Đầu 1 phần 2 thương hiệu Matalo anh em nha. Con này 140. Rồi, số 19, 19 là một cái đục to nè. Một cái đục đục chặt để chặt tường, chặt gạch gì đó anh em à. Hiệu của nó là hiệu Mokuba da băng. Những cái đồ này là đang còn nước sơn, là đang mới. Mình với về mình chỉ cần tút nhẹ lại cho nó sáng, cho nó đẹp thôi. Con này 140 anh em nha. Đó, miệng nó chín nè, 90 nè. Đó. Còn dài của nó thì nó được khoảng 20 anh em. 19 năm mà. Đó. Con này 140 anh em nha. Rồi, tới số 20. Số 20 là một cặp đục nha. Một cặp đục cũng là Mokuba hết anh em à, những thương hiệu hết anh em. Thép của nó đen thui lui anh em à. Đó. Chứ đồ của Việt Nam mình chắc là đục mỏng 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 như vậy, chắc đục vài bữa là vứt luôn. Còn cái thép của nó rất là cứng anh em nha. Rất là tuyệt vời. Đó. Rồi cặp này anh em nhé. Miệng con này là 4 phân nè. Miệng con này là 2 phân nè. Đó. Đục chặt đó anh em à. Cái này là chặt tường ấy, chặt gạch hay sao anh em à. Đó. Chặt gạch á, em nghĩ là đục sới, đục gạch đó anh em. Đục gạch á. Con này thì nó bị hư cái phần này, cái tay nhựa này chút rồi, nhưng mà vẫn còn để anh em nắm để đục được anh em ha. Này đầu nó dùng mà chê chết, nhưng mà đầu đang đẹp lắm. Đầu nó không có bị xòe anh em biết không, bị xòe. Rồi, cặp này 170 anh em nha, hai cái. Made in Japan, cái con vàng là made in Japan, còn cái này nó tối quá rồi không thấy được. Mokuba made in Japan. Rồi cặp này 170. Số 20. Rồi, qua tới số 21. 21 là một cái đầu khoan. Hai cái đầu khoan anh em à. Là hai cái đầu khoan, xin lỗi, mình kéo mình nó rung ray quá. Là hai cái đầu khoan anh em ơi. Một cái đầu khoan này là đầu khoan Bosch nè. Nó là made in Germany nè. Nhưng mà nó bị lỗi rồi anh em mà mình không có biết á. Điện thoại không có biết đó. Nên là lấy cái đục á để mình gỡ nó cho nó mở ra mở vô á. Nên là nó có bị một cái dấu nứt nè anh em nè. Đây nè anh em thấy không? Đó. Nhưng mà rồi đến khi mà mình phải tra cứu á, tồ quá đi, mình phải tra cứu trên Google thì mình mới biết được cách mở của nó rất là nhẹ nhàng anh em. Anh em chỉ việc kéo nó ra mình vặn thôi anh em ha. Mình kéo ra vậy là mình vặn nó nhẹ nhàng thôi anh em ạ. Đó, nó lên xuống nhẹ nhàng. Mà mình không biết á, mình để về mình cứ đục. Mình mở cái con xoay ra không được, rồi mình lấy một cái mũi đục mình này nè anh em thấy không? Đó nè. Nó có một dấu nứt này nè ha. Dấu nứt là tại lỗ nữa mình đó, chứ không phải là nó đâu. Đó, anh em nào có thể là về, có thể là để về vặn dùng luôn có được không? Vì nó có cái độ gài của đây rồi, nó không bung ra được nữa. Đó, rồi anh em nào mà khéo tay thì có thể là có mấy hàng mic thì có là chấm cho nó một cái thì nó sẽ chắc chắn hơn cho mình. Đó. Còn để như vậy không biết có dùng được không thì điện thoại không rõ nha. Đó. Hàng made in Germany anh em ha. Hàng bốt này nha anh em nha. Đầu nó còn rất đẹp nè anh em. Nhưng mà mình tội lỗi cái là mình đục ra cái nó có cũng bị nó bị nứt, nó không ra được, nó thành cái dấu nứt luôn anh em à. Đó. Nên là giờ anh em coi nè. Mình biết rồi, mình mở ra vậy thì nó nhẹ nhàng thôi. Mình kéo cái lóc này xuống nè. Kéo cái cục đen này xuống là mình mở vậy thì nó ra rất là êm ái anh em. Đó. Tồ quá. Đó, là mình kéo nó ra như vậy rồi mình vặn nó xuống thôi. Nè, vặn nó xuống nè anh em nè, coi coi nó. Kéo hết nó xuống rồi anh em chỉ cần vặn thôi. Mình cho nó vào trong cái máy thì mình dễ vặn hơn, mình kéo nó xuống nó dễ hơn. Đó, anh em coi ha. Mình kéo nó không hết xuống thì nó đang còn bị đó, anh em coi nè ha. Rất là bóc, rất là đẹp luôn. Nó thả ra chân gài của nó nè. Đó. Cho chân máy đục anh em ha. Máy đục bốt anh em à. Rồi con này nó bị lỗi. Nó bị lỗi rồi anh em nha. Con này nó bị lỗi, thông báo là con này nó bị lỗi anh em nha. Đó, anh nào có thể dùng được không? Mình nghĩ là vì nó có cái này, nó có cái phần này nó lắc rồi nên là nó không có thể là nó bung ra được nữa anh em à. Đó. 130.000 nha anh em nha. Con số 21. 130.000.
Chứ nếu nó không nứt thì nó nằm trên 200 hết anh em nhé. Ok. Anh em coi nhé, được không? Mình thấy nó đang còn rất là mướt nha, mướt rồi cứng. Đó. Đang còn rất đẹp nha. Rồi, con số 21, 130 ngàn. Tại vì nó bị lỗi nứt đó, chứ không lỗi nứt là... Rồi, tới con số 22. 22 này là cái con chân, mình nói lại nha, chân này là chân gài nha nha. Chân gài cho máy máy bốt hay là máy Makita gì chân gài nha. Kéo xuống là gài vô nha, để khoan á. Đó. Đó. Rồi con này là chân vít nha anh em nha. Đó, con này là chân vít, con này là nó cái mũi này là mũi 13 nha anh em nha, đầu 13, đầu 13 ly. Rất là êm ái nha anh em nha. Đó. Rất là êm. À, mình có cái máy bắn vít mình bỏ vô thì mình đã test rồi nha anh em à. Mình đã test, mình vặn vô vặn ra rất là nhẹ anh em ha. Bây giờ chỉ có một mình nó không như thế này thì mình không có mở ra được anh em à. Không có thế để mình giữ nó nè. Giữ cái chân của nó để mình mở ra cho anh em coi ha. Đầu đang còn, đầu vít, đầu mũi khoan này đang còn rất là mới nha anh em nha. Đầu 13 ly nè. Nhỏ nhất là 1.5 nè cho. Nó kẹp được 1 ly rưỡi luôn anh em à. Rất là mướt anh em nha. Còn hiệu của nó là hiệu gì đó, hiệu của nó là dắt cót gì đó, bóc gì, dắt cót. Thương hiệu nổi tiếng sao anh em. Chân này là chân của máy bắn vít nha anh em nha. Rồi con này là 170 ngàn nha, số 22. Rồi tới số 23. Số 23 là một cái khẩu súng mà để anh em mình hay bán cái con này, mình bán được một con hay là hai con rồi. Con này là made in Japan, con này là để mình kéo cái gì đó anh em ạ. À. Nó gọi là cái súng gì để kéo cắt dây điện gì đó của mấy anh em thợ gì đó. Mình nhớ mới đây mình cũng mới bán một con. Bây giờ mình lượm được con nữa nè, made in Japan. Mình bóp này là trong này có bánh xe nó quay rồi nó kéo cái sợi dây vô nha anh em. Đó, anh em coi nha. Con này 160 anh em nha. Con này 160 ngàn. Mình nhớ con trước mình bán 170 anh em à. Rồi, con số 23 này 160 anh em nha. Cái chữ này là chữ rock cái gì đây? Rock, Made in Japan. Nó giống như một khẩu súng vậy nha. Rồi, con số 23 là 160. Rồi con số 24 này là một cái cây kìm. Một cây kìm cốt này là cốt đời mới. Cốt này mình nghĩ là những dòng mới như thế này thì chỉ có Đài Loan thôi nha, Taiwan thôi. Hàng này hàng Taiwan chứ không phải là hàng của nổi tiếng của Nhật đâu anh em. Con này 280 anh em nha. Hàng đang còn khá mới anh em à. Hàng đang còn khá mới. Cái mặt cốt của nó anh em coi thưa. Cái kìm cốt này là cốt gì đây? Nó có độ chỉnh nè. Nó có cái độ chỉnh của từng nấc nè. Đó, 1, 2, 3, 4 lỗ. Còn trong này nó có 3 miệng cốt nha anh em nha. Nó 3 miệng cốt, cốt này là cốt chân, chân gì đây không biết nữa. ABC, ABC. Đó. Anh em coi họ ghi là 26 tới 30, 24, 25, 22, 24 ở trong cùng. Đó, ghi 3 mặt cốt luôn. Anh em nào, anh em thợ điện nào coi thứ là hàng này là hàng của nước nào. Hàng này của, cái công năng của nó ủng hộ mình nha. Đó, rất là êm á, từng nấc một á. Hàng nó đang khá cứng này nha, khá mới. Đó, anh em bóp xuống thì nó lắc này ra, anh em xả ra thôi. Đó, bỏ vô rất là êm á. Nó dài được 20 mấy phân thôi nhưng mà nó rất là đầm tay, 22 phân anh em ạ. Rất là đầm tay anh em. Coi ha, được không? Hai mặt nó đây. Rất êm ái nha anh em nha. Đó, anh em bó hết xuống quầy nó lắc cái này ra. Là tự động nó xả ra thôi. Đó, nó xả ra. Rồi anh em cho cốt vô đây. Mình nghĩ chắc cầm bầy mới đúng chứ không? Cầm bầy mới đúng nè. Đó, để bỏ cốt vô đây. Bấm xuống. Ba miệng cốt nha anh em nha. 280, con này 280 anh em nha. Đó, xả ra. Đó. Rồi số 24, 280 ngàn. Rồi tới số 25, đó là đây là những cái hệ, đây là những cái thứ là lạ anh em à.
Con này là cái con mỏ lết. Con này gọi là con mỏ lết, mỏ quả. Nó dài 300 nè anh em nè. Thương hiệu này là của top nha anh em nha. Nhưng mà mỏ quả thì nó lại giống như thế là một cái cà lê, nhưng mà cà lê mỏ quả anh em nha. Đó anh em coi ha. Đây là cái miệng nhỏ nhất của nó nè, nó ngậm được 2 phân anh em à. 2 phân thì nó ngậm được nè. Đó, con ốc 2 phân vô đây là nó mới ngậm mặn được nha. Rồi anh em đẩy nó lên như vậy. Đẩy nó lên như vậy à, đúng rồi, kéo lên như vậy ha, đẩy nó lên. Đó. Thì nó sẽ to ra được để cho anh em dùng những, nó giống như cái kìm mỏ quả với anh em. Được 4 phân rưỡi luôn anh em nha. 4 phân rưỡi nha. Đó, 4 phân rưỡi nó như kìm mỏ quả vậy luôn. Đó, 4 phân rưỡi, 4 phân 7 luôn nè. Con này 240 anh em nha, hàng hiệu nè. Hàng này mới gọi là hàng hệ đây, hàng thế hệ mới. Còn những cái mẫu mã mới á. Đó, nó công năng nó giống như cái kìm mỏ quả nhưng mà nó không phải kìm mỏ quả. Nó là cà lê. Mình gọi là cà lê mỏ quả đây. Đó. Đó, xuống đây. Chọt nó xuống thì nó nhỏ lại ha. Nhỏ lại. Đó, để anh em bỏ ốc vô đây. Ốc to mới được nha, ốc lớn không? Ốc phải được tới 2 phân mới được anh em ơi. 2 phân. Mình coi thử cái thế mở nó là sao. Để hết như thế này anh em coi nè. Đó. 2 phân 2 nó mới ngậm được anh em ơi. Mình cứ cho là 2 phân rưỡi cho nó chắc ăn đi ha. Cho nó 2 phân rưỡi như thế này đi. Không có con ốc. Nó không có con ốc nào để mình thử. Đó, nó như là vậy, như con ốc này vậy ha. Để xoay. Mình cũng không lần đầu tiên thấy con này 240 anh em nha. Lần đầu tiên thấy con được con này ha. Thấy nó là lạ, hay lấy bán thử. Rồi con số 25 240 ngàn. Rồi con số 26 là một cái dụng cụ mà để anh em mở cái chén cổ của xe hay là của những cái thứ gì đó, mình nghĩ là như vậy, tại vì cái độ mở này nó rất là lớn anh em. Này đó, anh em coi này, nhỏ lại nè. Khép lại. Đó, để anh em mở cái cổ chén xe hay là những cái máy móc gì đó, không rõ lắm. Nó rất là to anh em nha. Đó, rất là to. Mở ra maximum coi thử cái độ to nó được bao nhiêu, cho nó ra hết luôn nha, hết ốc luôn. Đó, ra hết ốc luôn thì nó đo từ ốc này qua ốc này nó được tới 11 phân mấy ly anh em ơi. Mình cho là 11 thôi chứ không thể là 12 đâu. Nó đụng mà, đụng rồi 11 phân rồi nha. Đó, từ ốc này đường kính này, từ ốc này qua ốc kia là 11 phân thôi nha. Đó, 11 phân để anh em mở cái chén cổ hay là mở cái máy móc gì đó. Còn cái cốt này của nó nè, cốt này là cốt 6 ly nè anh em. Cái lỗ của nó 6 ly nè. Thấy có dấu hàng, nhưng mà dấu hàng này trong này, dấu hàng này là dấu hàng của hãng chứ không phải là con người ta được anh em ha. Dấu hàng rất đẹp. Đó, anh em tăng vô nha. Tăng vô để mở. Rồi con này 100, rồi con này 200 ngàn nha. Cái độ dài của nó đó anh em. Độ dài của nó là dài 29 nha anh em. Con này 200. Dài 29. Tăng đơ để mở những cái chén. Hàng này hàng hệ nha, hàng lạ. Rồi cái này nữa, cái này là cũng là hàng lạ luôn anh em. Cái này nó mở cái gì đây này, nó rút để nó banh cái gì ra đó nha. Đó, tăng ra. Để kéo hai cái vòng bi hay là hai cái chén gì đó ra đó anh em. Đó, mình xả nó vô ha. Đó, như thế này á. Để anh em kéo nó ra ha. Gác nó vô đây là kéo rút ra. Rút ra, đó. Nó giống như thế là cái, nó thiết kế nó giống như thế là cái súng silicone của mình vậy. Đó, anh em theo. Rồi, con này 170 anh em nha. Thấy hàng hệ, hàng lạ đây là lấy giới thiệu với anh em coi thử là ai đang cần. 170, số 27. Số 28 là một cái con Livo đang còn khá mới nè anh em nè. Con này là 4 thất rưỡi anh em nha. 4 thất rưỡi. 4 thất rưỡi anh em nha. Hàng này đang là mới nha. Đó. Nước thủy của nó nè.
anh em nhìn thấy không? Đó, hàng đang khá mới, đang bóng lắm. Còn nước sơn zin của nó luôn nha. Đó. Con này 350 anh em nha. 4 tấc rưỡi nha. 4 tấc rưỡi. Cái Ligo cổ. Đó. Ligo cổ cho anh em nào vừa làm vừa sưu tầm. Ok anh em. Rồi con số 28 đã qua nha. Rồi 29. 29 là một cái cây cưa ha. Cưa này, những dòng cưa này là dòng cưa bét nha anh em. Đó, cưa này là cưa của Nhật nha anh em nha. Dòng cưa Nhật, dòng cưa này là cưa Nhật. Loại cưa này là nó không có tăng ra tăng vô được nha. Nó dùng lưỡi cưa Nhật thôi. Đình Thái bán 130 nha. Một cái lưỡi này với một cái lưỡi nữa là hai cái lưỡi. Để anh em dùng thử coi. Có thể là cưa Nhật nó có cứng cáp không nha. Rất là cứng và rất là thẳng anh em ạ. Rất đẹp luôn nha. 130 nha. Một cưa hai lưỡi. Đó. Anh em nào mua để dùng thử coi. Có nó bị lão đảo và nó siêu vẹo như cái cưa của Việt Nam mình không? Đó. Ok anh em nha. Rồi con số 29, 130.000, một cưa hai lưỡi. Rồi tới con số 30. 30 là một con gì đây, có thương hiệu Tremax gì đây, K với R đây. Đó, nó cũng là con này thì nó là cưa 3 tầng, 4 tầng. Có nghĩa là các bạn có thể là dùng, anh em có thể là dùng được tất cả những loại lưỡi trên thị trường. Lưỡi Trung Quốc, lưỡi Mỹ, lưỡi Anh gì nó cũng dùng được hết ha. Anh em chỉ việc lấy rồi kéo nó ra. Một nấc, hai nấc, ba nấc gì đó, kéo nó ra nha. Đó. Con này cũng vậy nữa nha. Một cưa hai lưỡi nha. Một cưa hai lưỡi. Đó. Cái lưỡi này nè. Mình chỉ có một cái lưỡi này thôi. Cái lưỡi này là lưỡi dài này nha. Lưỡi này là gọi là cái lưỡi thị trường đó. Lưỡi ở ngoài, lưỡi này là lưỡi 27. Ở ngoài người ta bán. Anh em dùng hết đi rồi anh em mua cái khác nha. Còn mình chỉ có một cái này thôi. Với lại một cái ngắn nữa thôi. Cái ngắn thì anh em phải bỏ vào trong nấc này. Đó. Dùng nó luộc xong rồi anh em phải xả ốc này ra. Bỏ vào trong đây. Bỏ vào trong đây đi gắn thêm cái lưỡi nữa. Rồi mình bán một cưa hai lưỡi. Cái lưỡi cái cưa số 30 này là 180 anh em nhé. 180. Đó, anh em coi thử là hàng của Nhật. Nó có thẳng rồi nó có đảo đảo không? Cái nào đảo thì Đình Thái trả tiền lại. Rồi cảm ơn anh em. Cắt mà nó không thẳng rồi lão đảo mà để mà nó không đúng với hàng Nhật thì là mình Đình Thái trả tiền lại. Rồi gửi đến anh em ha. Rồi con này số 30 180 ngàn. Rồi Đình Thái sẽ quay lại gửi anh em hai cái búa tạ. Có mấy anh đang cần búa tạ thì Đình Thái gửi cho cái con 3,5 kg thì mình chưa có kịp làm anh em ạ. Chỉ có loại 4 kg với 4,5 kg thôi. Này 4,5 kg là nó ghi là 10 bao anh em ha. Japan nè. Đó là 450 anh em nha. Đó 450. Rồi, bán búa tạ anh em coi Đình Thái bán hết những cái lô búa tạ này là Đình Thái sẽ không bán búa tạ nữa vì nó rất là nặng và nó rất là ít lời anh em. Một con búa tạ lời cho mấy chục ngàn thôi anh em ạ. Thái lấy 80 bán 100.000 ký. Đó. 3 ký, 4 ký lời 80.000. Đó như vậy. Rồi làm rất là công á. Những cái nào mà anh em không bằng lòng anh em trả lại thì coi như hết lời. Đó, con này là 10 bao ha, 4,5 kg. Japan nè anh em nè. Đó. Nếu mà để nguyên luôn á thì anh em không thể nào anh em mua được. Thì mình làm mình không có nung đỏ nó lên đâu, mình cũng chà cho nó sạch rồi cho nó mịn cho nó dễ coi thôi. Đó, anh em bỏ đồng tiền ra mấy trăm ngàn mà để mà nó sần sù nó có những dấu như vậy thì anh em chắc chắn là anh em không mua rồi. Đó, đó mình cũng phải tút mịn ha. Đó, mình đưa nhám xếp vô mình chà cho nó mịn lại ha, mịn lại rồi mình lấy bóng nỉ mình đánh lại để cho nó nhìn cho nó bắt mắt một chút anh em. Đó, chứ 400-500 ngàn mà nhìn nó gớm quá thì anh em sao mua được. Rồi con này ha, con này là 4,5 kg, là 450 anh em nha. Rồi còn con này cũng vậy, con này thì là 4 kg anh em nha. Con này là con 4 kg, họ ghi là 4 kg nè. Made in Japan, con này thì có chữ Made in Japan, có mộc nè, con này cũng có mộc luôn à. Những thương hiệu của nó à, nhiều cái búa của Nhật là vì sao như vậy, mình lấy mình bán được thì cho anh em là vì nó không bị xòe, chứ nó bị xòe là vứt búa rồi đúng không. Búa của Nhật dùng không có bị xòe mà nó cái búa nào mà dùng nhiều lắm thì nó bị mót thôi ha, nó bị lõm á, đập rồi nó lõm đó, gần như bị mòn. Rồi con này 400 anh em nha, con này 4 kg 400. Đó, mong anh em ủng hộ mình nhờ. Rồi có anh hỏi kìm hàng đây. Một cặp kìm hàng Kabuta đây anh em nha. Nè, Kabuta nè. Đó. Anh em ủng hộ một lần rồi, không phải sắm lại đâu anh em à. Những dòng này là không phải sắm lại nha. Rồi cặp này là 280 một con nha anh em nha. 280 một con. Đó, mình có ghi rõ đây. Đó, 280 một con. Một cặp là 560 nha. Anh nào có lấy thì là 280 một cái nha anh em nha. Một cái mình cũng bán nhé.
280. Đó, anh nào cần cái thì lấy một cái 280 nha. Còn lấy một cặp là 560. Đó. Rồi số 33 đã qua. Rồi tới 34. 34 là một cái kéo cắt cỏ hay là cắt tàn. Anh em coi nha. Rất là ngọt ha. Xoay nha. Xoay thẳng nha. Đó, xoay thẳng để rất ngọt, rất là bén. Đó, 180.000 nha anh em nha. 180.000. 180.000 Japan. Magic Japan. Đó, rất bén, rất ngọt. Để anh em tỉa những cái tàn cây, những cái đọt nó mới lên thì anh em tỉa hay cắt cỏ gì đó. Rồi số 34 180.000. Rồi tới số 35 cái bay của Nhật. Cái bay Nhật này nó không có chữ nha anh em nha. Hàng này hàng mới. Nó không có dập mộc. Hàng này chưa sử dụng rồi nha. 130 nha. Số 35. Rồi, số 36, 36 là hai cây kìm. 36 37 là hai cây kìm. Hai cây kìm này là gọi là hai cây kìm mà uống kẽm của anh em làm full size sao á. Cây nhỏ này 100. Cây lớn này nó có chữ. Còn cây này thì là Beck, thương hiệu Beck. Đó. Cây nhỏ này Đình Thái sẽ đo cái cây nhỏ này trước đây. Số 36. Cây nhỏ này là nó dài được 21 phân nha anh nha. Hàng này hàng mới này nha, hàng chưa sử dụng mà đang bóng bẩy lắm. Hàng bét 100. Rồi số 37 là con này đã qua sử dụng rồi nè, có dấu sử dụng rồi. Nó có mộc này ha, 160. Con này dài tới 20 mấy 30 phân coi. Con này dài 30 nha. Dài 30. Để anh em con này có thể là gấp được đồ nóng luôn nè. Ở trong bếp nóng ra cũng được nè. Rồi kẹp để uống dây kẽm gì cũng được nè. Con này 160. Rồi có tới số 38. 38 là một cái kéo hồ lô anh em nha. Con này 120. Số 38 hiệu của nó là, con này nó ghi bằng Hinox. Nó ghi cái thân kéo là bằng Hinox, lưỡi kéo bằng Hinox. Còn cái thương hiệu của nó là ham gì đó, rất là nhiều chữ. Chữ nó rất đẹp đó. Mà dòng kéo hồ lô này, dòng kéo hồ lô này anh em coi nè, rất là bén anh em mà. Rất bén nha. Anh em có thể là đem đi picnic, đi chơi đâu đó. Đỉnh lắm nha, rất bén. Rồi con số 38 này anh em nha. 120. Rồi, còn lại mấy số nữa, anh em chờ chút. 38, rồi tới 39, 39 là một cây, là một cây kéo, cây kìm cộng lực. Cây kìm cộng lực đang khá mới này anh em nè, 120 nha anh em nha. Đó. Nó là MCC da băng. Mình cứ lấy cái loại kẽm to nhất thôi. Kẽm to nhất, kẽm 3.5 ly. Tại vì ở nhà mình không có mình dùng tới kẽm này đâu. Kẽm hàng rào hay kẽm dàn lan gì đó thì không có tới kẽm này. Đó, nhưng mà đôi khi gặp những cái loại kẽm lớn như vậy đi thì mình cũng cố gồng để mình cắt thôi. Đó, kìm mình thì không cắt được, chỉ có nó thôi ha. Rất ngọt nha anh em nha. 3.5 ly đó anh em. Đó. Rất thẳng thắn nha. Con này 120 nha. Anh nào đang cần nó cho việc nhà. Rồi. Tiếp tục số 39 rồi tới số 40. 40 là ba cái cây kìm, 40, 41, 42 là ba cái cây kìm, ba cây kéo. Ba cái cây kéo cắt tôn nha, Mitsubishi. Cây kéo này là 240 nha anh em, tại vì nó hơi cũ hơn một chút. Cái cán nó cũng cũ hơn một chút. Nha, Điện Thái sẽ test kéo cho anh em coi nha. Anh em nào mà đã chưa có hoặc là đã ý định mua kéo thì đừng bỏ qua những con này nha. Đây là mình cắt ngang này ha. Mình cắt ngang rồi mình uốn tròn. Đó, nó cắt được sống dọc nha anh em nha, lưu ý, dòng này là cắt sống dọc. Tại vì sống dọc là anh em biết nè, đó, bây giờ mình nó có sống đi. Đó, Điện Thái sẽ cắt như thế này đi. Nếu mà kéo ở thị trường mình á, thì là mình phải nghiêng kéo, mình cắt vô một đoạn này là sẽ mình không cắt được nữa. Còn cái dòng kéo này á, là anh em coi nè, mình cắt ra một xíu thôi. Đó, nó chạy mưa vô đây á, chạy mưa vô đây, anh em cắt thẳng luôn nha. Đó, anh em coi nha, ngọt chưa? Rồi, đến khi mà ta làm việc gì đó mà không có... cần phải cắt thì mình lấy cái này mình cắt vải luôn. Đó, anh em thấy không? Cắt vải luôn nè. Ngọt không? Rồi con này 240 nha. Mình cố gắng mài, tại vì biết cái dòng kéo này sẽ cắt vải được nên là mình cố. Những anh em nào đã mua trước là mình không để tâm thì mình xin lỗi thôi. Chứ còn bây giờ là mình sẽ test kéo cho anh em coi, mình sẽ test kéo để mình cắt được vải luôn cho anh em coi ha. Con này hơi nhát một chút. Mình chưa có kỹ. Đó là mình đã cắt vải anh em nha. Đó, cắt vải đó, anh em coi nha.
Anh nhìn thấy không? Cắt vải nè, anh nhìn thấy không? Đó, rồi cắt cắt tôm nè. Cắt tôm. Anh nhìn thấy ngọt không? Nè. Lần cho em một con này. Con này 260 nha anh em nhé. Mitsubishi nhé. Những dòng kéo cắt tôm này mà cắt vải được thì ta chỉ có Mitsubishi thôi nha anh nha. Anh em coi nè. Mình lấy mình biết mình biết mình lấy cái miếng vải nó dày hơn thì nó dễ cắt. Mình lấy cái miếng vải nó hơi bị mỏng nên là cắt cũng hơi khó. Đó, để nhá sàn cho anh em coi rồi cái tính năng của dòng Mitsubishi nha. Đó, anh em nhìn thấy Mitsubishi không? Đó, cái cán của nó không được đẹp nha anh em nha. Cán của nó nè. Cái này đang còn được cán nguyên nè, con này cũng bị lủng rồi nè, thấy không? Nó cũng chạy chùa, còn cái phần này thì nó mất cái cục u này rồi ha. Bọc này rồi. Đó. Mình bỏ xuống ha, gài vô thôi. Cũng còn êm tay lắm anh em. Mitsubishi số 41 206, cái này Mitsubishi số 40 204, tại vì nó xấu hơn đó. Đó anh em nhìn thấy không, 204. Rồi cái con cuối cùng là số 42, nó cũng vậy luôn, cũng có bên này nó cũng bị rách tùm lum hết nha, cán đó, anh em về rồi. Mình thấy cũng nó cũng còn cứng cáp lắm nha, nó còn êm tay á. Rồi mình test tôn trước đi ha, test tôn này anh em coi rất là ngọt, ngọt chưa bao giờ nó ngọt ngang ngửa với đường đó anh em coi ha. Đó, anh em để cho nó chạy vô bầy thì anh em sẽ cắt được cái sống tôm dọc nha. Đó, anh em thấy không? Đó, anh em coi nè, vải nè, đó thấy chưa, vải nè. Đó, có kéo nào mà cắt vải mà cắt tôm ngon vậy không, anh em coi lại vải coi coi nè. Đó, dễ sợ chưa, hơi nhát vải, cái này hơi nhát vải chút. Đó là mình nhá sền thôi, mình nhá sền cắt vải cho anh em coi thôi. Đó, ok nhá. Rồi tới số 42 rồi, 41, 42 rồi, còn lại mấy số nữa? 43 này, 43 là một cái đục này. Đó, cái đục này. Anh em nào cần đục này? Đục này nó dài dài 26 phân, miệng của nó là 5 phân nhá, 4/8. Đó. Mặt thẳng của nó đây. Đó. Mặt đứng của nó, mặt này, mặt chữ nó đây. Rồi con này nó to mà nó dài nha, con này 160 nha anh em nha. Số 43 160. Rồi con này nó nhỏ hơn, nó nhẹ hơn. Con này nó là 4/2 anh em nha. 4/2 nó dài được 21 phân. 120 nha anh em nha. Nó 120. Cái cán con này nó hơi bị răng này anh em thấy không? Đó. Chữ này đẹp không? Lưỡi nè. Anh em dùng khi nào mà nó bị bể thì anh em ra mua ngoài, ra ngoài cái cán người ta bán hình như 6.000 một cái cán. Rồi anh em chỉ việc bỏ vô thôi ha. Tại vì trong này nó cũng có cái chân của nó rồi mà. Nó này hơi có dấu răng này anh em không? Nhưng mà còn lâu lắm anh em cầm về anh em đọc mà. Con này 120 nha anh em nha. Rồi. Tới số 44 rồi, 45. 45 là một cái cặp chân hơi cho anh em hàng xì. Chân này là chân hơi lấy nhanh nha anh em nha. Cái thế hệ bây giờ là lấy nhanh nha. Hiệu của nó là hiệu Super anh em nha. Cặp này 140 nha. Số 45 140. Đó, anh em chỉ việc bỏ vô ha. Chỉ đút vô thôi. Đây nè, mình lấy cái chân này đi ha. Ấn như vậy. Đó, là nó gài vô rồi. Anh em thấy không? Đó. Anh em kéo nó xuống vậy đi ha. Kéo nó xuống vậy, anh em gắn cái chân vô. Gắn vô. Đó, là nó gài rồi. Đó, cặp chân hơi này 140 nha anh em nha. Hàng đang khá mới, hàng Super nha anh em nha. À, Tokyo nha, Tokyo Super. Tokyo Kaki. Ui trời, thương hiệu nhiều lắm anh em à. Hàng này hàng đỉnh nha anh nha. Hàng này hàng hiệu hàng đỉnh 140 nha anh nha, cặp này 140. Đó, cho hai chân nha anh em nha. Chân hơi và chân ga. Đó. Anh em chỉ cần gài nó vô vào thôi. Anh nào đang cần lâu lâu có được lấy những thứ này bán chơi đỡ buồn. Đó, có nhiều anh đang cần lắm. Cái bộ này nè, Đình Thái đang còn hai bộ nữa. Bộ chân như vậy nè, nó giống như vậy luôn, cũng Super luôn nha. Rồi ok, cặp này 140. Rồi cặp này. Cặp đầu cắt nè, anh em coi đầu cắt nè. Đầu cắt này cho cái tay hàng cắt này ha. Tay hàng cắt nè, còn cái này là tay hàng nè ha. Cái đầu 10 ly nè, đó, hàng của Nhật hết nha. Cái con này giống như hàng chưa sử dụng nè anh em nè. Nó chưa có vết đen như trong này nha. Con này có dấu sử dụng rồi nè. Đó. Cặp này 220 nha anh em nha.
Đó, bằng đồng nguyên khối luôn nha. Đó, con này là chân 12 ly nè, con này chân 10 ly nè, mình nói vậy đi. Anh em nhìn vô anh em biết. Đó, con này là con chưa sử dụng nha anh em. Đó. Còn con này sử dụng rồi nè, đang rất đẹp nha. Rồi cặp này 220 anh em nha. Ok, số 46 220. Đó, anh nào đang cần thì ủng hộ. Rồi số 45 là 140. Rồi con mình cuối cùng nha, là 47 số, mình thấy gửi cái bộ cuối cùng đây ha. Cái combo. Combo này là 5 lưỡi nha anh em nha, 5 lưỡi. 5 lưỡi. À, lưỡi này là lưỡi ba cái lưỡi dài là của Mỹ anh em nè. Đó, hàng đang còn khá lét nè. Tại vì ở trong này nè, ở trong này nó còn nước sơn nè, anh em thấy không? Đó, nó rất là dài anh em ha. Anh em dùng dài được, anh em về cắt bỏ đi cũng dùng cũng ok luôn. Anh em nào cần ngắn thì cắt bỏ nó đi. Đó, nó dài tới 30 phân các anh em ơi. 3 cây 30 phân. Rồi lại một cây 20 phân. Một cây 15 phân. Đó anh em coi ha. Mình đó 15 phân nè, 14 phân, 15 phân. Còn cái này là 10, cái này bao nhiêu? Cái này là 20 phân đi, đó. 15 20 30, tổng cộng là 5 cây. Đó. Còn cây này nó có dấu sử dụng rồi. Đó, cây này nè, chỗ này nó hơi bị luộc nè, chỗ này đang bén nè. Mình bỏ vào đây luôn. Là 6 cái. Mình cứ tính 5 cái thôi, 250 nha. 5 cái 250, tặng thêm cái này. Rồi anh nào đang còn dùng lưỡi cưa kiếm, tại vì cưa của Mỹ với lại của Nhật, cho dù nó cũ thế này thì gấp vạn lần của Trung Quốc nha. Đó, anh em có mua đồ Trung Quốc anh em biết. Đó, nó ngắn xíu như vậy thôi mà cũng có 60.000 cây rồi, 60.000 cây rồi. Đó. Còn đây dài nha, dài hàng hiệu. Rồi, số 47 250 nha. 5 cây, một cây đỏ nó không tính. Rồi, cảm ơn anh em thật nhiều. Mong rồi được anh em ủng hộ trong những ngày khó khăn, anh em nào cân nhắc đừng để hàng quay về tổ nghiệp Điện Thái nha. Rồi, Điện Thái xin cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.